Theo thông tin từ ban tổ chức SEA Games 31, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 12 tháng 5 tới đây sẽ không bán vé. Ban tổ chức sẽ không bán vé lễ khai mạc, chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho các quan khách, người hâm mộ đến sân Mỹ Đình tham dự buổi lễ. Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, thế nhưng theo kịch bản lễ khai mạc, toàn bộ khu vực khán đài B cũng đã được dùng để làm sân khấu biểu diễn. Khán đài CD được dùng để làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự buổi lễ. Do vậy, chỉ có thể phát hành vé mời ở khán đài A sân Mỹ Đình với khoảng 20.000 vé. Lễ khai mạc SEA Games 31 cũng sẽ kéo dài 120 phút trên sân vận động Mỹ Đình. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 3 tháng 5, thí sinh lớp 12 trên cả nước có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý để đăng ký thử kỳ thi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên học sinh đăng ký dự thi trực tuyến thay vì trực tiếp bằng phiếu như là mọi năm. Vì vậy mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dành khoảng thời gian 1 tuần để thí sinh tập dượt các thao tác trên hệ thống trước khi thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức. Sau thời gian đăng ký thử, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại trường phổ thông. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh. Một vụ đuối nước thương tâm cũng đã xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 4 trên địa bàn xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An. Trong lúc cùng nhóm bạn tham gia tắm đập thì 4 học sinh bị đuối nước và tử vong. Vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 4, một nhóm học sinh bao gồm 6 em lớp 8 trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cùng nhau ra đập nước khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để tắm mát. Trong lúc tắm thì cả 6 em không may đã bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu, 2 em may mắn thoát nạn còn 4 em thì bị đuối nước. Nhận được tin báo, chính quyền xã cũng đã ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm và đến 18 giờ cùng ngày thì lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng với người dân địa phương cũng đã tìm vớt được cả 4 thi thể nạn nhân. Tất cả các em đều sinh năm 2008 và trú tại hai xóm Thịnh Hồng và Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Sáng nay, Công an huyện Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe đâm vào tiệm bánh mì khiến 6 người bị thương. Công an cho biết đến thời điểm này thì đã điều trị cho các nạn nhân, giám định thương tích nên đủ yếu tố để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 3 tháng 4 vừa qua, xe ô tô 7 chỗ do Lương Duy Tân điều khiển đã bất ngờ phóng nhanh, lao thẳng vào cửa hàng bánh mì Đồng Thạnh ở địa chỉ 60A, đường Điện Biên Phủ. Vụ tai nạn đã khiến cho 6 người bao gồm nhân viên tiệm bánh mì và người đứng mua bị thương phải cấp cứu. Và điều đáng nói là lái xe gây tai nạn có sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển xe. Sáng nay, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã phối hợp tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo kết nối trái tim. Ngày hội đã thu hút 1.500 cán bộ giảng viên sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc ngày hội đã thu được hơn 700 đơn vị máu cung cấp nguồn máu dự phòng phục vụ chữa cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đơn vị tiếp nhận 5.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày với hơn 200 lượt điều trị xâm lấn cần cung cấp máu. Lượng máu thu được tại ngày hội cũng giúp bổ sung vào việc thiếu hụt nguồn máu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là hoạt động xã hội đầu tiên được Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức sau khi sinh viên đi học trực tiếp trở lại. Và dự kiến vào cuối năm nay thì trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo đợt 2. Đây không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc mà còn là tiêu chí quan trọng để xét rèn luyện thi đua khen thưởng cho đoàn viên, sinh viên của trường. Phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng lan rộng vào ngày 26 tháng 4, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng. Đợt xét nghiệm lần này sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 tại 11 khu vực. Trước đó, thì quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh cũng thông báo triển khai 3 đợt xét nghiệm acid nucleic hàng loạt lần lượt trong các ngày là 25, 27 và 29 tháng 4, sau khi quận này ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch gần nhất ở thủ đô của Trung Quốc. Để phòng chống dịch bệnh thì chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đã dừng toàn bộ hoạt động tập trung đông người như là biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm hàng tiêu dùng cũng như là các chương trình khuyến mãi, các công trình xây dựng và cải tạo nhà ở. Giới chức khẳng định đảm bảo ổn định nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân thành phố. Lần đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã viện dẫn tuyên bố khẩn cấp để phê duyệt hợp đồng bán đạn dược trị giá 165 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hợp đồng bán đạn dược nói trên có thể bao gồm đạn pháo dành cho hệ thống pháo Howitzer, xe tăng và súng phóng lựu cũng như là các loại đạn dược khác.
Dự kiến trong ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện của hơn 40 quốc gia tại căn cứ không quân của Mỹ ở Đức, trong đó tập trung vào các vấn đề cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng cho biết London cũng sẽ chuyển giao tổ hợp phòng không tự hành Stormer có trang bị tên lửa cho Ukraine. Thiết bị quân sự hạng nhất trị giá 100 triệu bảng Anh, tương đương với 130 triệu đô la Mỹ, cũng sẽ được chuyển giao cho Ukraine, bao gồm 120 xe bọc thép, tên lửa chống hạm và đạn dược công nghệ cao. Chính phủ Anh cũng thông báo nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 22 xe cứu thương, hơn 40 xe cứu hỏa mới và các thiết bị vật tư y tế, cũng như là 300.000 bảng Anh để hỗ trợ các y bác sĩ của Ukraine. Phần Lan và Thụy Điển có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 5 tới đây. Theo giới truyền thông, các nhà lãnh đạo của Phần Lan và Thụy Điển dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 5 và sau đó thì hai nước sẽ công khai ý định gia nhập NATO. Thủ tướng Phần Lan trong cuộc gặp người đồng cấp Thụy Điển cách đây gần 2 tuần cho biết Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc xin gia nhập NATO trong những tuần tới. Stockholm hiện đang tiến hành xem xét lại chính sách an ninh của mình, bao gồm ý kiến về khả năng trở thành thành viên của NATO. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 5. Ngoài ra, thì Đảng Dân Chủ Xã Hội cầm quyền tại Thụy Điển cũng đang xem xét lại sự phản đối lâu dài của họ đối với tư cách thành viên NATO. Dự kiến sẽ có kết quả chậm nhất vào ngày 24 tháng 5. Quốc hội El Salvador vừa mới thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một tháng để truy quét các nhóm băng đảng xã hội. Với lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài, thì cảnh sát El Salvador cũng tiếp tục có quyền bắt giữ đối tượng tình nghi mà không cần lệnh và mức phạt tù đối với các thành viên của các băng nhóm phạm tội tăng lên tối đa là 45 năm. Trước đó vào ngày 27 tháng 3, Quốc hội El Salvador cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng sau khi các băng đảng giết hại 62 người chỉ trong vòng một ngày, con số cao nhất trong hai thập kỷ tại quốc gia này. Tổng thống Bukele cũng cho biết quyền hạn của tình trạng khẩn cấp chỉ được sử dụng khi cần thiết và cuộc sống của đại đa số người dân nên diễn ra bình thường. Kể từ đó đến nay, thì cảnh sát cũng đã bắt 16.000 nghi phạm tình nghi là thành viên của các băng đảng xã hội. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa thông báo một thiếu niên ở nước này đã phải nhập viện vì nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Đây là ca nghi ngờ mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em đầu tiên được báo cáo ở Nhật Bản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em đầu tiên được phát hiện tại Scotland của Vương quốc Anh vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Tính tới ngày 21 tháng 4, có đến ít nhất 169 trẻ mắc bệnh ghi nhận tại 11 quốc gia và chủ yếu là ở châu Âu, trong đó thì có một bệnh nhi đã tử vong. Giới khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn này. Các triệu chứng mắc bệnh bao gồm đau bụng, đi ngoài, nôn mửa, vàng da và tăng nồng độ enzyme ở gan. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.